Chào mừng mọi người và các bạn đã trở lại với gian bếp nhỏ của mình ngày hôm nay ha. Hôm nay thì mình sẽ vào bếp nấu ăn mọi người. Ở đây mình đã có chuẩn bị 2 kg ghẹ tươi các bạn ha, ghẹ bông và ghẹ xanh luôn. Rất là tươi luôn các bạn. Và bên này mình đã chuẩn bị một con vịt các bạn. Vịt này thì mình sẽ nấu cháo các bạn ha. Con vịt này rất là to, trên 3 kg đó mọi người. Và bên này là sò sò huyết các bạn ạ. Sò huyết này thì mình cũng sẽ hấp xả luôn các bạn ha. Và bên này là ốc các bạn. Ốc này thì mình cũng sẽ hấp luôn mọi người. Nấu nhiều món quá thì mình sẽ làm món hấp luôn cho nó nhanh gọn lẹ mọi người ha. Và bên này là gia vị các bạn. Đây là rau húng quế để mà mình ăn cháo vịt các bạn ha. Đây là sả. Sả này thì trong vườn trồng các bạn, mình mới ra nhổ xong đó. Ớt. Cái này là gừng với hành đó mọi người, mình mới sắc xong, để tí nữa mình luộc vịt đó mọi người cho thơm ha. Còn bên này là gia vị, bột ngọt, đường, tiêu, mì chính các bạn. Còn bên này là nước mắm các bạn ha. Gia vị để mà mình nấu ăn kèm. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi rửa thôi mọi người, để mình nấu thôi. Bây giờ thì mình sẽ đi luộc vịt các bạn. Ở đây mình đã có chuẩn bị một xoong nước các bạn ha. Bây giờ thì mình sẽ cho hành với gừng vào các bạn. Luộc cho thơm các bạn. Và tiếp theo thì mình sẽ cho thịt vịt vào các bạn ha. Cái nồi nhỏ nên mình phải chặt nhỏ ra các bạn. Rồi, vịt này thì mình sẽ luộc khoảng 20 phút các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ đi hấp ghẹ các bạn. Trước tiên thì mình sẽ cho sả vào các bạn ha. Sả vào cho thơm. Và sau đó thì mình sẽ sắp ghẹ vào các bạn. Hai loại ghẹ các bạn, ghẹ bông này, ghẹ xanh các bạn ha. Mình sẽ bật lửa lên các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hấp cái nồi ghẹ này khoảng 10 phút các bạn ha. Khi đã đủ 15 phút rồi đó mọi người, thì bây giờ mình sẽ xem thử là cái nồi ghẹ của mình đã chín chưa các bạn ha. Rất là thơm luôn các bạn. Rất là thơm luôn. Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp để nhắc xuống nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi hấp sò huyết các bạn ạ. Ở đây mình đã có chuẩn bị một ít nước các bạn ha. Và mình sẽ cho sả vào. Tiếp theo đó thì mình sẽ cho sò huyết vào các bạn. Và mình sẽ đậy nắp lại và mình sẽ hấp cái nồi này khoảng 10 phút các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ xem cái nồi vịt của mình đã chín chưa các bạn. Rất là chín các bạn, rất là thơm luôn. Bằng cách là mình sẽ tăm thử các bạn. Chín rồi mọi người ạ. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp nhấc vịt xuống nha mọi người. Bây giờ mình sẽ xem sò huyết của mình đã chín chưa các bạn ha. Sò huyết của mình đã chín rồi các bạn. Rất là thơm mùi xả luôn mọi người. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp để nhấc sò huyết xuống nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi luộc ốc các bạn ha. Hôm nay mình sẽ luộc cái gì mình cũng hấp bằng xả hết các bạn. Này thì bây giờ mình sẽ hấp khoảng 15 phút nha mọi người. Mình sẽ đi coi thử cái nồi ốc của mình đã chín với các bạn ha. Rất là thơm nha các bạn. Ốc đã chín rồi. Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp để nhấc ốc xuống nha mọi người. Và đây tất cả đã nấu xong các bạn. Sò huyết hấp nè. Ghẹ hấp nè. Ốc hấp nè. Thịt vịt các bạn ha. Còn bên này là rau sống nè. Rau đây là rau húng quế các bạn. Còn bên này là trái cây ổi các bạn ha. Còn bên này là một nồi cháo các bạn. Cháo rất là ngon luôn các bạn.
Và đây là nước mắm các bạn ha. Nước mắm, còn cái này là muối các bạn, muối 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 chanh để mà mình ăn ha. Xin chào tất cả các bạn và mọi người đã trở lại với mình ngày hôm nay ha. Hôm nay thì một ngày rất là vui các bạn. Hôm nay là ngày sinh nhật của mình mọi người ạ. Nhưng mà sinh nhật trong cái mùa Covid, trong cái mùa đang bệnh dịch đó các bạn, thì không có đi ra ngoài ăn được các bạn. Mỗi năm thì sinh nhật của mình thì bạn bè mời bạn bè tập trung đi ra ngoài quán, nhà hàng để ăn uống các bạn ha. Nhưng mà năm nay thì đang trong cái mùa bệnh đó các bạn, cho nên là sức khỏe là trên hết các bạn. Năm nay thì mình không có mời ai hết mọi người. Chỉ là nấu lên để mà nhớ lại hôm nay là cái ngày sinh nhật của mình thôi mọi người. Rất là buồn thật, đúng không mọi người? Trong khi sinh nhật mà đang trong cái mùa bệnh dịch đó các bạn. Ở Mã Lai thì bệnh dịch thì ngày càng tăng chứ chưa có giảm các bạn, cho nên rất là sợ luôn. Cho nên hôm nay mình ở nhà mình đã tự tay nấu lên những cái món này để mà nhớ đến hôm nay là sinh nhật của mình. Vậy thì hôm nay mình mời tất cả các bạn và mọi người vào bàn ăn với mình ha. Xin mời tất cả các bạn. Đây là món vịt vịt luộc, ốc hấp gừng, xin lỗi, ốc hấp hấp sả. Cái này là ghẹ hấp sả, còn cái này là sò huyết hấp sả các bạn. Hôm nay mình nấu rất là nhiều món cho nên mình chỉ có hấp lên thôi mọi người, cho nó nhanh gọn lẹ các bạn ha. Còn đây ấy là nước chấm các bạn, đây là muối muối chanh ha, còn đây là nước mắm, rau, trái cây, chỉ có vậy thôi các bạn ạ. Bây giờ mình mời tất cả các bạn và mọi người vào bàn ăn với mình để vui với mình. Hôm nay là sinh nhật của mình ha các bạn ha, mời mọi người. Bây giờ thì mình sẽ ăn xào huyết các bạn. Xào huyết rất là mập luôn các bạn. Rất là ngon các bạn. Chấm với muối chanh các bạn ha. Quá ngon luôn. Quá ngon. Bây giờ mình sẽ ăn con ghẹ các bạn ha, xem là ghẹ hôm nay có ngon hay không. Mời các bạn ha. Rất là ngon các bạn. Ghẹ này thịt rất là nhiều các bạn. Thank you.
Hôm nay món gì cũng ngon các bạn. Bây giờ mình sẽ thử ốc các bạn ha. Ngon quá các bạn. Ốc này rất là dai. Ăn thịt vịt các bạn. Thử một miếng thịt vịt hôm nay có ngon không các mọi người ha. Ngon quá. Xào huyết rất là ngon các bạn. Sinh nhật mà không có bánh kem các bạn. Bởi vì là các tiệm bánh kem ở đây họ đã đóng cửa các bạn. Trong cái thời bệnh dịch đó các mọi người. Sinh nhật buồn, không có bánh kem, không có bạn bè ha các bạn. Nhưng mà dù sao thì sức khỏe cũng là trên hết các bạn. Tất cả nhà hàng đồ ở ngoài đó các bạn. Bây giờ mà đi ra ngoài thì một bàn họ chỉ cho ngồi được, chỉ có hai người thôi các bạn. Nếu mà mình mời bạn bè thì rất là đông đúng không? Còn ngồi thì không biết sẽ ngồi như thế nào mới đủ. Không biết đến khi nào cho hết bệnh dịch nữa. Ngon quá các bạn. Ở Việt Nam thì khỏe rồi mọi người ha. Lúc này thì hết bệnh hết dịch, đi đứng lại rất là dễ dàng, rất là khỏe luôn. Ở Mã Lai này vẫn đây nữa là hơn 4 tháng các bạn. Hơn 4 tháng cách ly mà bệnh dịch vẫn tăng, chưa có giảm được các bạn. Này rất là giòn các bạn, rất là dai, giòn giòn ngon. Rất là ngon luôn.
mình ăn con gà xanh các bạn ha. Bây giờ mình sẽ ăn một con gà bông thử, thịt nó có ngon không mọi người ha. Đây là con gà bông. Thịt rất là nhiều mọi người, rất là ngon luôn. Mời các bạn. Ngon quá. Ghê rất là chắc các bạn. Hôm nay các bạn nào sinh nhật trùng ngày với mình không nhỉ? Ngon không các bạn? Con này có gạch các bạn, rất là ngon luôn. Ngon quá. Sò hiếu mà mập các bạn, mập ú à, rất là ngon các bạn.
mía chấm với muối qua rất là ngon các bạn. Ngon xuất sắc. Ngon quá. Bây giờ mình sẽ ăn cá các bạn ha. Ăn chén cá các bạn. Cá rất là ngon mọi người. Còn rất là nóng các bạn, cá này vừa thổi vừa ăn ạ. Trong bếp mình nấu xuống là mình dọn là mình ăn luôn đó các bạn. Ngon quá. Ngon quá. Cá rất là ngon các bạn. Ngon xuất sắc. Ăn chén cháo no các bạn. Xin lỗi các bạn, vì nãy giờ là có xe nó chở ga các bạn, cho nên là mình phải ra mình lấy ga mọi người. Thì cái ngày hôm nay là ngày sinh nhật của mình đó mọi người. Nhưng mà đang trong cái thời bình dịch đó các bạn, thì đang cách ly
Nhưng mà bây giờ cái đi ra nhà hàng thì cũng rất là khó khăn các bạn. Ở nhà hàng thì họ chỉ cho một bàn chỉ ngồi được có hai người thôi các bạn. Mà nếu mà mời các bạn thì rất là đông đúng không? Mà ngồi ở nhà hàng thì rất là khó khăn luôn trong thời gian bệnh dịch như thế này. Cho nên hôm nay mình quyết định mình không mời ai các bạn và tự nấu những món ăn ở nhà. Thì sớm giờ thì mình cũng đã nấu xong rồi, cũng đã ăn xong rồi đó mọi người. Thì bây giờ mình xin kết thúc video tại đây ha. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn các bạn đã yêu mến kênh của mình. Các bạn nhớ like, nhớ share, nhớ ủng hộ mình ha. Thank you mọi người. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye, bye bye.